Muốn thành công về tài chính thì bạn hãy quản lý tiền của mình một cách xuất sắc. Thảo đã từng nghĩ mình không có được tiền và số tiền của mình kiếm cũng không được nhiều, thì làm thế nào để mình quản lý được? Khi nào có nhiều tiền thì mình mới bắt đầu học cách quản lý nó. Bởi vì bây giờ mình còn không đủ xài thì làm thế nào để quản lý? Nhưng khi Thảo học được từ người thầy của mình thì bạn phải quản lý số tiền bạn đang có, dù cho nó là nhỏ, thì bạn mới có nhiều tiền hơn để bạn quản lý được. Nếu bạn đang làm ra 10 triệu thì phải quản lý tốt 10 triệu đó. Nếu bạn đang làm ra 5 triệu thì hãy quản lý tốt 5 triệu đó, thì lúc đó bạn mới có thể tạo ra được nhiều tiền hơn 50 triệu, 100 triệu. Có một điều rằng chúng ta luôn cố gắng kiếm tiền, nhưng rồi chúng ta nhận ra rằng không hiểu vì sao chúng ta lại không có dư giả về tiền bạc. Trong tài khoản ngân hàng lúc nào cũng không vượt quá những số dư là 10 triệu hay 20 triệu. Và chính lúc đó Thảo mới biết rằng bởi vì mình không có năng lực giữ tiền nên mình không thể nào có được thêm nhiều số tiền mà mình mong muốn. Thảo được sự hướng dẫn của câu lạc bộ và lúc đó Thảo tập trung quản lý tốt số tiền mà mình đang có. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, và lúc đó thu nhập của Thảo bắt đầu gia tăng từ 10 triệu lên 20 triệu, lên 30 triệu, lên 50 triệu và lên 100 triệu. Và đây cũng là phương pháp mà Thảo hướng dẫn cho rất nhiều anh chị em. Đi từ con số âm lên những con số dư tiền. Đây là một phương pháp rất đơn giản mà ai cũng có thể ứng dụng được. Và bạn hãy rèn luyện theo thói quen này để dòng tiền của mình được gia tăng lên. Bạn hãy quản lý số tiền mà bạn đang có thì bạn sẽ có rất rất nhiều tiền để bạn quản lý. Bạn đã từng quản lý được tiền và trong thời gian bao lâu rồi? Hãy comment số tiền nhé. Nếu bạn muốn rèn luyện thói quen quản lý tiền bạc của mình và gia tăng tiền bạc, hãy tham gia vào nhóm cùng Thảo ứng dụng và rèn luyện nhé. Chúc các anh chị thành công. Và hãy nhớ follow kênh của Thảo để nhận thêm nhiều giá trị hơn.